Trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, yến các loại. Mở đầu là bản tin đến từ Vương quốc Anh cho biết rằng quốc gia đang bắt đầu quốc tang của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Tin từ London, trong ngày 9 tháng 9, chính phủ của nước Anh tuyên bố chính thức bắt đầu một thời gian quốc tang để tưởng niệm nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, đồng thời công bố tài liệu hướng dẫn quốc tang. Tài liệu nói trên hướng dẫn cách treo cờ rũ, thông tin di chuyển, hoạt động kinh doanh và các dịch vụ công cộng khác. Tài liệu này nêu rõ thời gian quốc tang sẽ diễn ra liên tục cho tới cuối ngày cử hành lễ tang cấp nhà nước. Chính phủ của Anh khẳng định là không bắt buộc phải hủy hoặc là hoãn các sự kiện hay là lịch trình thi đấu thể thao hay là đóng cửa các khu giải trí trong thời gian quốc tang. Mọi quyết định liên quan đều tùy thuộc vào các tổ chức khác nhau. Trong cùng ngày, Điện Buckingham cho biết sau lễ tang của nữ hoàng, Hoàng gia Anh sẽ để tang kéo dài 7 ngày với nghi lễ treo cờ rũ tại các dinh thự của Hoàng gia. Bên cạnh đó, thì nghi lễ bắn súng đại bác của Hoàng gia cũng sẽ được thực hiện ở công viên Hyde tại thủ đô London vào lúc 1 giờ trưa giờ địa phương, với mỗi loạt đại bác tượng trưng cho một năm tuổi đời của nữ hoàng 96 tuổi. Tuy nhiên, Điện Buckingham chưa thông báo thời gian cử hành tang lễ của nữ hoàng. Dự kiến 5 ngày sau khi nữ hoàng qua đời thì linh cữu của nữ hoàng sẽ có một hành trình dài từ Điện Buckingham tới cung điện Westminster và được quàng tại nơi đây trước khi tang lễ chính thức được diễn ra. Đám đông rất lớn có thể sẽ tập trung để xem lễ rước linh cữu của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Vẫn liên quan tới Vương quốc Anh, bản tin tiếp nối cho biết là nước Anh công bố thời điểm mà vua Charles đệ tam chính thức kế vị ngai vàng. Trong ngày 9 tháng 9, cung điện Buckingham thông báo hội đồng cơ mật sẽ chính thức công bố quốc vương mới của Vương quốc Anh, đó là vua Charles đệ tam, trong một cuộc họp vào ngày 10 tháng 9 tại cung điện St James ở thủ đô London. Cuộc họp này sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng giờ GMT, trong đó có hai phần: lễ công bố chính thức và lễ tuyên thệ của vua Charles đệ tam. Vua Charles đệ tam sẽ phát biểu trên truyền hình toàn quốc. Ông cho biết: đây là một khoảnh khắc buồn nhất cuộc đời của tôi và tất cả các thành viên trong gia đình, khoảnh khắc thân mẫu kính yêu của tôi băng hà. Vua Charles đệ tam sinh ngày 14 tháng 11 năm 1948 tại cung điện Buckingham ở London. Ông là con trai cả của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và hoàng thân Philip. Ông cũng là người cháu đầu tiên của quốc vương George đệ lục và vương hậu Elizabeth, có nghĩa là thân phụ và thân mẫu của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Từ rất sớm, ông đã trở thành người thừa kế ngai vàng sau khi mẹ của ông đã trở thành nữ hoàng trong năm 1952. Ông là người đảm nhiệm vai trò người thừa kế ngai vàng lâu nhất tính từ năm 1952 trong lịch sử của nước Anh. Theo trang mạng của Hoàng gia Anh, việc kế vị ngai vàng không chỉ được quy định thông qua dòng dõi họ hàng mà còn theo quy chế của nghị viện, và thứ tự kế vị là trình tự các thành viên trong hàng được lên ngôi. Nền tảng cho việc kế vị đã được xác định trong một quá trình phát triển hiến pháp vào thế kỷ thứ 17 mà tiêu biểu là Luật về các quyền năm 1689, là một đạo luật mang tính bước ngoặt trong luật hiến pháp của Anh, quy định một số quyền dân sự cơ bản nhất định và làm rõ ai sẽ là người kế thừa ngai vàng. Tin từ Mạc Tư Khoa cho biết là Nga tuyên bố là đáp trả các hạn chế thị thực của Liên Âu. Thông tấn xã Reuters đưa tin cho biết rằng phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh, ông Dmitry Peskov, tuyên bố Nga sẽ đáp trả các hạn chế thị thực của Liên minh châu Âu dựa trên cơ sở có tính đến các lợi ích của quốc gia. Phát biểu trong một cuộc họp báo vào ngày 9 tháng 9 đề cập tới các hành vi không phù hợp nhắm vào các nhà ngoại giao Nga và những người tham gia các sự kiện quốc tế, ông Peskov đã khẳng định các biện pháp trả đũa của Nga sẽ tương xứng, phù hợp với nguyên tắc có đi có lại, vốn là một nền tảng của các mối quan hệ ngoại giao. Bình luận về quyết định gần đây của các quốc gia Baltic không cho phép công dân Nga nhập cảnh, ông Peskov cho biết Nga sẽ đáp trả theo cách không làm hại tới lợi ích quốc gia của mình.
Nga đã đưa ra phản ứng nói sau khi Hội đồng của châu Âu cùng ngày đã chính thức thông qua một quyết định là đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận tạo điều kiện cho việc cấp thị thực giữa Liên Âu và Nga đã được ký kết hồi năm 2007. Tuyên bố của Hội đồng châu Âu cho biết, trong ngày hôm nay, Hội đồng châu Âu đã thông qua một quyết định đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận tạo điều kiện cho việc cấp thị thực giữa Liên Âu và Nga, và do đó các quy tắc chung liên quan tới mã thị thực sẽ được áp dụng cho công dân Nga. Điều này sẽ dẫn đến việc tăng lệ phí xin thị thực từ 35 euro lên tới 80 euro và bắt buộc xuất trình một tài liệu bổ sung, kéo dài thời gian giải quyết đơn xin thị thực, cũng như là áp dụng các quy tắc hạn chế hơn đối với việc cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần. Quyết định nói trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 9 sắp tới đây. Xa qua bản tin cho biết là Liên minh quân sự NATO cảnh báo là cần viện trợ nhiều hơn nữa cho Ukraine. Liên minh quân sự NATO và các đại diện phương Tây khác đã gặp gỡ tại căn cứ không quân Ramstein của quân đội Mỹ để tham dự một cuộc họp của những người ủng hộ cho Ukraine do Hoa Thịnh Đốn dẫn đầu. Theo thông tin trên tờ báo Deutsche Welle của nước Đức trong ngày 9 tháng 9, tại cuộc họp do Hoa Kỳ dẫn đầu, những người ủng hộ Ukraine đã tìm kiếm các khoản viện trợ thiết bị cho mùa đông khi cuộc xung đột với Nga đang tiếp diễn. Các cường quốc phương Tây cảnh báo là cần viện trợ nhiều hơn. Những người tham gia cuộc họp đang xem xét về các mục tiêu dài hạn và viện trợ quân sự. Điều này đã khiến cho Tổng thư ký của khối NATO là tướng Jens Stoltenberg kêu gọi các đồng minh duy trì sự ủng hộ của họ khi cuộc xung đột đến thời điểm then chốt. Ông Stoltenberg nói rằng, chúng tôi cần chuẩn bị ít nhất cho mùa đông này bởi vì không có dấu hiệu nào cho thấy Nga từ bỏ mục tiêu ở Ukraine. Cuộc xung đột đang đến một thời điểm quan trọng mà chúng tôi thấy rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Donbass đã bị đình trệ. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng phía của Ukraine có thể phản công và giành lại quyền kiểm soát tại một số khu vực. Tướng Stoltenberg cảnh báo về một mùa đông kéo dài phía trước đối với binh sĩ của Ukraine. Ông nói rằng, mùa đông sắp đến và thời tiết lạnh giá sẽ gây khó khăn trên chiến trường ở Ukraine. Chúng tôi biết rằng quy mô quân đội của Ukraine hiện nay lớn gấp 3 lần so với mùa đông năm ngoái. Do đó, nhu cầu khẩn cấp về quân phục mùa đông, máy phát điện, máy sưởi cùng với những trang thiết bị khác để có thể giúp cho họ vượt qua được thời tiết lạnh giá hiện nay đang đến. Sang qua Cộng hòa Congo, bản tin tiếp nối liên quan đến một tai nạn sập cầu trong lúc làm lễ khánh thành. Thông tấn xã Reuters đưa tin trong ngày 9 tháng 9 cho biết rằng giới chức của Cộng hòa Congo đang tập trung trên một cây cầu ở thủ đô Kinshasa để cắt băng khánh thành thì bất ngờ cây cầu đổ sập, khiến cho họ hoảng loạn và tháo chạy. Giới chức của Cộng hòa Congo đã tổ chức lễ khánh thành cây cầu ở quận Mong Nagafula tại quốc gia Trung Phi Cộng hòa Dân chủ Congo. Khi mà nhóm viên chức và nhà tổ chức cắt băng khánh thành thì cây cầu bất ngờ bị xô lệch, hai bên lan can bị gãy, phần giữa thì bị sụt xuống dòng suối ở bên dưới vài mét. Những người ở trên cầu đã hoảng loạn, túm chặt nhau và tìm cách rời khỏi cây cầu. Trong khi một nam thanh niên đứng ngoài đã chạy tới và cố giúp đỡ họ. Một trong những người cuối cùng rời khỏi cầu là một người đàn ông mặc quân phục và đeo kính đen, ôm chai sâm banh vẫn chưa mở nắp. Không ai bị thương trong sự việc. Hình ảnh sau đó từ hiện trường cho thấy là chiếc cầu bị sập hoàn toàn, chỉ còn là một đống đổ nát và những người còn mắc kẹt tiếp tục được người dân đến giải cứu. Và hiện nay, nhà chức trách đang điều tra về vụ tai nạn này. Và tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi phần thông tin thương mại.